Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thiền tỉnh Bửu Sơn trình bày đề tài một nhà nông Việt Nam tiên tri ứng nghiệm nhĩ màu. Ông ba Nguyễn Văn Thới, người đạo thường gọi là ông ba Thới. Ông ba xuất thân là nông dân kim nghề thợ mộc, sinh năm 1866 và tịch năm 1926. Năm 1915, ông ba bỗng nhiên quát ngộ, viết bộ sấm Kim Cổ Kỳ Quan gồm 9 quyển, có nhiều lời sấm tiên tri ứng nghiệm nhiều sự cố lịch sử Việt Nam và thế giới. Ông ba Thới tiên tri Mỹ phân chia đất nước Việt Nam. Những năm cuối thập niên 1950, khi còn là học sinh trung học, tôi đọc sử do Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng hòa dạy rằng đất nước Việt Nam bị Cộng sản Bắc Việt cắt chia hai miền Nam Bắc. Kẻ thù của dân tộc Rồng Tiên chính là Cộng sản miền Bắc. Không gì đau khổ bằng đất nước bị chia cắt, chồng Bắc, vợ Nam, gây cảnh đau thương, vợ bồng con trong chồng, lâu ngày, quá đá. Tức xưa hóa đá chờ chồng, mấy ngàn năm dần đứng trong người về. Nhưng người biển biết sơn khê, bao năm chinh chiến cận kề hiểm nguy. Bởi câu phu sướng phụ tùy, chờ ngày chiến thắng vinh quy về làng. Bao lần chờ bóng người sang, đợi tin chẳng thấy lòng nàng ngẩn ngơ. Lên non nàng đứng đợi chờ, tay bồng con trẻ ngây thơ ngậm ngùi. Sao mà chẳng thấy tin vui, gió mưa lạc lõng dập dùi đời hoa. Đứng trong mà mắt lệ nhòa, con khờ cùng mẹ đã hoa mắt rồi. Cứ nhìn về phía xa xôi, ngựa giang trống dục núi đồi lặng thinh. Mưa tuôn ướt cả thân mình, tấm lòng quyết liệt trung trinh chờ chồng. Nhìn về tận cõi mênh mông, ngàn năm hóa đá con bồng trên tay. Thương cho liệt nữ đọa đài, bao đời đứng đợi đẹp thay tấm lòng. Buồn thay đất nước chia hai, chồng Bắc vợ Nam, tôi căm thù kẻ nào chia hai đất nước Việt Nam. Thế là khi lớn lên, tôi hăm hở giấc mộng thống nhất nước nhà. Năm 1963, tôi tình nguyện vào khóa
sĩ quan, phi công, công quân Việt Nam Cộng Hòa, với ước mơ góp công vào trang sử oai hùng dân tộc, bắc tiến, thống nhất đất nước, rạng rỡ con hồng cháo lạc. Tôi xuất thân là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa thời chiến, là phi công, hàng ngày nhận lãnh phi vụ, nhào lộn trên chiến trường khốc liệt. Trong những chuyến đi mây về gió, trên bầu trời tràn ngập khói lửa, tôi nuôi giấc mộng, quyết tâm, có một ngày nào đó, đất nước thống nhất Bắc Nam, giang sơn thanh bình, vạn dân no ấm. Nhưng mà, hỡi ơi, sự thật trái ngang phủ phàng làm sao? Khi tôi truy tầm sấm kinh giáo phái Bửu Sơn Kỳ Hương do Đức Phật Thầy Tây An là giáo tổ, thì sự cố phân chia đất nước xuất phát từ nguyên nhân trái ngược. Thay vì nguyên nhân phân chia đất nước là do Cộng sản Bắc Việt, thì nay rõ ra là nguyên nhân Mỹ âm mưu trước phế vua Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Chính Mỹ phân chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc vĩnh viễn, mà sấm kim cổ kỳ quan ông Ba Thới gọi bằng thuật ngữ là ưu phân. Thuật ngữ thiên cơ ưu phân trong kinh điển Đạo Phật Bửu Sơn Kỳ Hương. Năm 1915, Đức Phật Thầy Tây An tái thế, mượn xác ông Ba Nguyễn Văn Thới viết bộ sấm kim cổ kỳ quan, đã tiên tri Mỹ phân chia đất nước Việt Nam thành hai miền Nam Bắc bằng đoạn sấm như sau: khổ hảo ân bẩm lại ca lì, cõi thân cực sướng nổi về cho thân. Tay chưa mạng tới diệt u phân, ngồi buồn thấy khổ muôn dân não nề. Lương kế thanh nhân chí kế hề, ngầm ngùi Nam Việt nặng nề lao thân. Câu sấm tay chưa mãn tới việc u phân. Cụm từ u phân, chữ u là US, là Mỹ. Chữ phân là phân chia đất nước Việt Nam ra làm hai miền Nam Bắc. Sau năm 1954, toàn dân Việt chờ tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo nội dung Hiệp định Geneva. Nhưng ngày 12 tháng 12 năm 1955, Đại sứ Trần Văn Chương đại diện chính phủ Ngô Đình Diệm tuyên bố ở Mỹ sẽ không có tổng tuyển cử ở Việt Nam. Hiệp định Geneva không bắt buộc. Chính phủ Mỹ ủng hộ lập trường này. Câu sấm tiên tri rất là chính xác. Tây chưa mãn tới việc u phân. Mỹ ủng hộ giải pháp không tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Mỹ quyết định phân chia Việt Nam vĩnh viễn. Muốn có được một nước Việt Nam thống nhất, chắc chắn là chỉ có con đường chiến tranh như đã xảy ra. Lãnh đạo miền Bắc là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo miền Nam là Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chiến tranh Bắc Nam đổ máu cho đến ngày, cho đến năm 1965, Mỹ trực tiếp đổ quân can thiệp. Chiến trường khói lửa mịt mù, chết chóc thật là tang thương. Ông Ba Thới tiên tri Tổng thống Ngô Đình Diệm chết. Trong quyển Thừa Nhàn của bộ sấm kim cổ kỳ quan, ông Ba Thới tiên tri về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm như sau:
dài ngay chứng có thiên đình, chừng nào Phật khiến thần linh bể ôm ghé xuồng to nước thì hôm dầu cháy không có bể ôm loạn rừng. Trong đoạn sấm trên, ông Bà Thới cố ý lặp lại hai lần thuật ngữ thiên cơ bể ôm. Câu sấm thứ nhì là chừng nào Phật khiến thần linh bể ôm, và câu sấm thứ tư là dầu chai không có bể ôm loạn rừng. Vậy thuật ngữ bể ôm ám chỉ bể cái gì? Vì thiên cơ bất khả lộ nên ông Bà Thới không nói thẳng, phải dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia, phải dụng phương tiện nói mẹo quanh co bóng gió bằng thuật ngữ thiên cơ là bể ôm. Cái ôm là dụng cụ bằng đất nung, ngày xưa dùng để nấu cơm. Cái ôm là để ám chỉ cái việm. Cái việm là dụng cụ bằng đất nung ngày xưa, có công dụng như cái thau nhôm hay là thau nhựa ngày nay. Giọng người miền Nam phát âm chữ việm thành chữ diệm. Cụm từ bể ôm ám chỉ bể việm, tức là ám chỉ Tổng thống Ngô Đình Diệm chết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963 là năm Quý Mão, vì chính sách kỳ thị Phật giáo. Đoạn sấm tiên tri Diệm chết, ông Bà Thới cố ý lặp lại hai lần thuật ngữ bể ôm. Dài ngay chứng có thiên đình, chừng nào Phật khiến thần linh bể ôm. Ghé xuồng có nước thì hôm, dầu chai không có bể ôm loạn rừng. Câu sấm ghe xuồng có nước thì hôm, chữ hôm nghĩa là trét kính. Ghe xuồng bị nứt be, nước rỉ vô, phải dùng dầu chai trét kính lại cho đừng vô nước, gọi là hôm ghe, tức là trét ghe bằng dầu chai. Ví như miền Nam thiếu người lãnh đạo phải loạn. Câu sấm viết dầu chai không có bể ôm loạn rừng. Cụm từ loạn rừng nghĩa là sau khi Ngô Đình Diệm chết năm 1963, tình hình miền Nam bất ổn mãi vì thiếu người lãnh đạo. Câu sấm viết là dầu chai không có, dẫn đến chánh quyền miền Nam sụp đổ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Câu sấm viết là loạn rừng, có nghĩa là miền Nam mất loạn lạc đi tới sụp đổ. Ông Bà Thới tiên tri Thế chiến 3 bùng nổ ở Ukraine năm con cọp Nhâm Dần 2022. Tiên tri về sự cố Thế chiến 3 khởi từ năm con cọp Nhâm Dần 2022, khi Nga tiến quân đánh Ukraine, ông Bà Thới viết trong quyển Thừa Nhàn của bộ Kim Cổ Kỳ Quan như sau: Cọp đi vợ ổ chòm ông, hóa làm một trận cuồng phong thấy đời. Mạnh nay thì nấy kêu trời, người sao loạn giả loạn lời, người ơi. Câu sấm cọp đi vỡ ổ chòm ông, cụm từ cọp đi ám chỉ năm Nhâm Dần 2022. Cụm từ vỡ ổ chòm ông ám chỉ cảnh binh lửa cao ngút trời khi Thế chiến 3 bắt đầu bùng nổ ở Ukraine. Câu sấm
quá là một trận cuồng phong thấy đời, ám chỉ trận chiến Ukraine khởi đầu Thế chiến III. Khói lửa dần dần lan tràn ra toàn thế giới, các cường quốc sẽ tham chiến, quả tiễn nguyên tử siêu vượt âm bùng nổ, gây nên cảnh tang thương đưa hoàn cầu đến tận thế. Ông Ba tiên tri đúng năm cọp Nhâm Dần 2022, Nga tấn công rầm rộ, nhiều thành phố Ukraine sụp đổ tan nát, nhà lầu cao ốc cháy rụi hoang tàn, thay người chết nằm la liệt ngoài đường, người sống sót chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn, thương vong đói khát lầm than. Các nước Mỹ và Tây Âu rầm rộ đưa chiến cụ tối tân vào chiến trường Ukraine, đổ thêm dầu vào lửa, khiến cuộc chiến càng thêm khốc liệt. Ngoài chiến tranh quân sự, lại có thêm chiến tranh thương mại, chiến tranh tài chính, cấm vận kinh tế, đóng băng tài sản, khiến nền kinh tế thế giới sụp đổ, đói khổ tràn lan khắp toàn cầu. Câu sấm viết, mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn dạ, loạn lời, người ơi. Cọp đi vợ ổ chùm ông, hóa làm một trận cuồng phong thấy đời. Mạnh ai thì nấy kêu trời, người sao loạn dạ loạn lời, người ơi. Năm cọp Nhâm Dần 2022, Nga khởi binh tấn công Ukraine, khói lửa ngút trời, thành phố sụp đổ hoang tàn, người chết thảm thê, cảnh chiến tranh kéo dài ác liệt, cho tới khi nào khói lửa lan tràn qua Á Châu, Biển Đông, Thái Bình Dương. Putin cởi cọp xa lầy, trở về chẳng đặng lây quay khốn nàng. Phen này ôi hỡi lầm than, chết chùm thế giới tràn lan máu đào. Thương thay thiên hạ lao đao, bệnh dịch chinh chiến khóc gào thảm thế. Kinh tế suy sụp não nề, vật giá tăng tốc lên kề mây xanh. Số mạng dân tờ chỉ mành, nay còn may mất mộng manh cánh chuồng. Khổ dân chạy loạn núi cuồng, bồng con bế cái lệ tuôn dầm về. Đô thành sụp đổ thảm thế, nhà cao cửa rộng càng tê tái lòng. Hoang tàn một đống bồng bông, cháy thiêu rụi hết còn trong nỗi gì. Bàn cờ thế giới đến kỳ, chiêu tướng vậy thì giang cảnh thê lương. Thấy đời như vậy mà thương, thương cho Lê Thứ mắt đường gian nguy. Âu Châu đang gặp dần suy, Ukraine xa lầy chiến tranh. Quân Nga bao bùa khắp thành, tấn công vũ bão giật giành quyền quay. Liên bang Xô Viết tranh tài,
liên Âu Mỹ chống dằn dây trận tiền, làm cho đất ngã trời nghiêng, sanh linh chết chóc muôn thiên khó lường. Khổ dân chạy lạc đầy đường, tìm nơi ẩn núp tứ phương rối loạn. Sao Âu đến Á tan hoang, giặc tàu nổi dậy đánh càng biển Đông. Mỹ tàu tranh đấu cuồng ngông, đánh nhau thay chết chất chồng núi non. Máu người chảy tở suối nguồn, trời sầu đất thảm lệ tuôn dầm về. Trần gian ôi quá tay tê, thương cho sanh chúng ê chề khổ đau. Năm cọp Nhâm Dần 2022, binh lửa phát khởi từ Ukraine, cảnh chiến tranh kéo dài ác liệt, cho tới khi nào khói lửa lan tràn qua biển Đông Thái Bình Dương. Tiên tri về trận chiến biển Đông, lãnh tụ giặc Tàu là Tập Cận Bình phải chết nhục nhã. Ông Ba Thới viết trong quyển đầu bộ sấm Kim Cổ Kỳ Quan như sau: Kể dầu trước thầy ra đổ đời, giáo rằng ba tánh không lời nào nghe. Tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên lòng ba tánh trồng tre đương bồ. Kiện Long Châu sao có hai hồ, trời xanh giúp dựng cơ đồ hân ban. Chốn màn loan giấc điệp chẳng an, tưởng thôi áo não trung can tâm tình. Việc trước lo trước một mình, nhìn sao ít kẻ nhất tình lo âu. Duyên bồi cạn chí dốc đào sâu, thả trà thử như cá để sau độ ngày. Câu sấm: Kỷ dậu trước thầy ra độ đời, giáo răng bá tánh không lời nào nghe. Ám chỉ năm Kỷ Dậu 1849, Đức Phật Thầy Tây An viết quyển sấm truyền tiên tri trận chiến biển Đông, khiến Tập Cận Bình chết với lời sấm như sau: Thế nay càng sự đã rồi, mở mang dời đổi lập đời thượng quân. Chuyện luân thiên địa tuần hoàn, hồi này thấy lửa tàm lam cháy mày. Ai tỏ biết đặng hay, dĩ như cầm chén rủi tay bể rồi. Vì thiên cơ bất khả lộ, nên chư vị tiền bối muốn hé lộ thiên cơ, phải nói mẹo bóng gió, phải dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia. Câu sấm: Ví như cầm chén rủi tay bể rồi, ráp chữ chén vào chữ bể sẽ có cụm từ thiên cơ chén bể. Vậy cụm từ chén bể ám chỉ cái gì bể? Phải chăng ám chỉ bình bể,
tức là ám chỉ Tập Cận Bình, chủ tịch nước Tàu, chết khi trận Biển Đông bùng nổ. Mặc dù từ năm Kỷ Dậu 1849, Đức Phật Thầy viết sấm truyền báo động khi nào thấy sự cố chán bể, tức là Tập Cận Bình chết, khuyên bá tánh hãy mau lo tu hành kịp bộ máy thiên cơ, đang quay xiết Khử Trược Lưu Thanh hiện còn giữ mất. Nhưng mà ít có ai thấu hiểu lời sấm, chúng sanh mãi lả lơi đua đòi vật chất ăn chơi, không lo tu cho kịp bộ máy thiên cơ, thế chiến ba tận thế. Nên câu sấm Phật Thầy viết: ít ai tỏ biết đằng hay, dĩ như cầm chén rủi tay bể rồi. Câu sấm ít ai tỏ biết đặng hay, nghĩa là ít có ai thông hiểu được thuật ngữ thiên cơ chán bể. Không lo tu hành, cứ mãi say sưa mùi phú quý, danh lợi bẩn trượt hôi tanh. Vì vậy, đến năm 1915, Đức Phật Thầy giáng thế, mượn xác ông Ba Thới, nhắc lại lý sấm của ngày xưa bằng những câu như sau: tới hồi này thấy việc bể ghê, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ. Câu sấm tới hồi này thấy việc bể ghê, cụm từ bể ghê ám chỉ bể bình, tức là ám chỉ Tập Cận Bình, chủ tịch giặc Tàu, chết khi trận chiến Biển Đông bùng nổ. Đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ là bể Tàu, ám chỉ nước Tàu tiêu vong khi Mỹ và đồng minh đánh bằng vũ khí nguyên tử trong trận Biển Đông. Câu sấm khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ, cụm từ trồng tre đương bồ nghĩa là người nông dân ngày xưa lo xa, trước khi gieo mạ cây lúa thì phải sớm lo trồng tre đương bồ để mà vựa lúa. Cũng như người đạo phải lo xa, phải gấp tu hành ăn chay, niệm Phật làm lành, phải lo xa, tích trữ phước đức, mới kịp bộ máy thiên cơ tận thế hội long qua. Vậy, khi nào thấy có hiện tượng chán bể hay là bể ghe, thì bá tánh hãy mau gấp tu hành trưởng phước đức, mới mong sống sót qua màn sàng lọc kỳ này. Kỳ dấu trước thầy ra độ đời, giáo răng ba tánh không lời nào nghe, tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên lòng ba tánh trồng tre đương bồ. Kiện Long Châu sao có hai hồ, trời xanh giúp dựng cơ đồ hân ban. Chốn màn loan giấc điệp chẳng an, tưởng thôi áo não trung can tâm tình. Việc trước lo lo trước một mình, nhìn sao ít kẻ nhất tình lo âu. Duyên bồi càng chi dốc đào sâu, thả trà nhữ cá để sao độ ngày. Trước khi lên thượng nguyên bồng lai tại trần, nhân loại phải trải qua cuộc sàng lọc, hiền còn giữ mất, chết bãi còn ba. Nghĩa là phải trải qua thế chiến ba tận thế. Ông Ba cho biết sẽ có sự cố bể ghe để cảnh báo khi thế chiến ba bùng nổ ở Biển Đông. Tới hồi này thấy việc bể ghe,
khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ. Vì lòng từ bi, ông Ba Thế báo trước sự cố bể ghe coi như là điềm tận thế, để bá tánh có đủ thời gian chuẩn bị tu hành, tích đức, thoát qua cơ sàng lọc. Vì thiên cơ bất khả lộ nên ông Ba dùng cách nói mẹo quanh co bóng gió, dương đông kích tây, nói cái này ám chỉ cái kia. Cần nhắc lại, cụm từ bể ghe, ám chỉ, bể bình, tức là ám chỉ, Tập Cận Bình lãnh tụ giặc Tàu chết vì nhân quả gây ra trận chiến Biển Đông. Và đồng thời cụm từ bể ghe cũng ám chỉ bể Tàu, tức là ám chỉ nước Tàu tiêu vong khi Mỹ và đồng minh đánh bằng vũ khí nguyên tử trong trận Biển Đông. Tới hồi này thấy việc bể ghe, khuyên lòng bá tánh trồng tre đương bồ. Kiện Long Châu sao có hai hồ, trời xanh giúp dựng cơ đồ hưng bang. Chốn màn loan vách biệt chẳng an, tưởng thôi áo não trung can tâm tình. Việc trước lo, lo trước một mình, nhìn sao ít kẻ nhất tình lo âu. Giếng bồi cạn chi dốc đào sâu, thả trà nhữ cá để sao độ ngày. Thiên cơ bất khả lộ nên ông Ba Thế dùng thuật ngữ nói mẹo bóng gió cao siêu khó hiểu, khiến người đời chế giễu cười cợt mỉa mai rằng ông Ba nói chuyện quan tưởng điên khùng. Vì vậy trong quyển Thừa Nhàn của bộ Sấm Kim Cổ Kỳ Quan, ông Ba có lời thở than chua cay như sau: Ai ai chớ trách Phật trời, minh tâm thuyết lý nhiều lời cao sâu. Trớ triêu đàn khải tay trâu, nước sao đầu dịch gặm lâu nực cười. Thánh xưa trước đã lầm người, sao người lầm thánh vui cười ngửa nghiêng. Trong cuộc biến thiên trời lâm đất lở, thế chiến ba tận thế hội long hoa, chúng sanh muốn thoát qua cuộc lập lượt sàn sảy chết bãi còn ba, muốn lên sống an vui đời thượng quân thánh đức, thì hãy nghe lời khuyên của ông Ba, gấp rút tu hành, làm lành lánh dữ, lòng luôn tưởng nhớ Phật trời, hãy siêng đọc kinh niệm sáu chữ Lục Tự Di Đà. Đường gian nan dễ dấu khó bài, căm hờn tào tặc hãy rời Nam Bang. Tiểu nhân thân quân tử thối nan, quân tử đức thắng tiểu nhân an hòa. Chỉ tham vui thánh đạo Di Đà, khuyên trong bá tánh trẻ già niệm kinh. Kiện nào vui trời Phật tinh minh, tiên thần lạc chí quảng thinh tổ đường.
chớ tham chi tánh bào tâm cường. Ngủ mê một giấc quên đường Phật tiên. Vui sai chi diệt thế chẳng yên, tham vui một thuở sầu riêng nhiều ngày. Khổ thấy khổ tránh khổ sao tài, càng cao danh vọng càng dài gian nan. Thấy việc khổ gỡ khổ mới an, bực nào bằng bực giàu sang Phật trời. Đất chang chang trải gót sáng ngời, đền đài cổ tự lập đời hiển vang. Nam mô A Di Đà Phật.